Làm đẹp da bằng phương pháp phiêu da sinh học được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận đạt hiệu quả cao trong việc điều trị và cải thiện các vấn đề về da như là sắc tố da nhờ sử dụng các hoạt chất axit có nguồn gốc thiên nhiên hoạt động ở trên bề mặt da giúp tăng sinh tế bào da mới. Và đây cũng là phương pháp làm đẹp được phái nữ rất là ưa chuộng. Tuy nhiên, mỗi tình trạng da thì chúng ta nên sử dụng các hoạt chất phiêu khác nhau để đạt được hiệu quả tối ưu. Chính vì vậy, chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách chọn các hoạt chất phiêu theo từng tình trạng da để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Đầu tiên đó chính là da mụn. Thành phần axit được sử dụng trong quá trình phiêu sẽ tấn công vào ổ vi khuẩn, vùng da chết và dầu thừa để loại bỏ và làm sạch sâu nang lông bị tắc nghẽn. Kết quả là cồi mụn sẽ bị khô và dễ dàng đẩy khỏi lên trên bề mặt da. Không những thế, phiêu còn ngăn không cho mụn mới xuất hiện ở các vùng da lân cận. Và các hoạt chất phiêu dùng trong da mụn như sau. Thứ nhất đó chính là BHA. BHA là một axit gốc dầu có khả năng kiểm soát dầu nhờn trên nền da và điều trị mụn, đặc biệt là giúp phá vỡ tế bào chết đang kết dính và loại bỏ bã dầu nhờn bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông, nhờ đó mà giải quyết được tình trạng mụn triệt để. Nồng độ BHA dùng để phiêu da an toàn là từ 20 đến 30%. Thứ hai đó chính là azelaic acid. Azelaic acid có tác dụng tẩy tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa nguy cơ hình thành mụn, ổn định quá trình sừng hóa và giúp giảm tăng sinh vi khuẩn P. acne. Tuy không trực tiếp ức chế chức năng của tuyến bã nhờn như nhiều hoạt chất khác, nhưng axit azelaic sẽ chống sừng hóa ở trên biểu bì nang lông cùng với đặc tính kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn để phát huy được khả năng trị mụn được hiệu quả cao hơn. Và nồng độ dùng azelaic acid trong phiêu da là khoảng 15 đến 20%. Thứ ba là chính là retinol. Phiêu retinol với nồng độ cho da mụn giúp cho các nốt mụn viêm mau khô cồi, mụn ẩn sâu ở dưới da được thúc đẩy trồi lên trên bề mặt da để dễ dàng loại bỏ nó. Ngoài ra, retinol còn lấy đi cái tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế tạo môi trường cho vi khuẩn mụn P. acne phát triển hình thành nhân mụn mới. Nồng độ nên dùng là từ 5 đến 12%. Và lưu ý, những người có làn da nhạy cảm hoặc những người mà đã từng bị kích ứng với retinol trong quá khứ thì chúng ta không nên sử dụng retinol để phiêu da. Thứ tư đó chính là mineralic acid. Mineralic acid thì dùng cho da nhạy cảm và nồng độ thích hợp là từ 30-50%. Thứ hai là đối với những cái làn da xịn màu, da sạm nám thì bằng việc sử dụng acid có nồng độ cao trong các cái ngưỡng được cho phép sẽ giúp các cái vùng da bị nám, tàn nhang, thâm sẹp được cải thiện. Phiêu sẽ tác động lên trên nền da giàu sắc tố để loại bỏ chúng một cách hiệu quả hơn. Và các hoạt chất được sử dụng cho những làn da bị thâm sạm, xịn màu, nén tàn nhang như sau. Thứ nhất đó là acid kojic. Kojic acid có khả năng ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase. Từ đó acid kojic sẽ ức chế được quá trình tổng hợp melamin và giúp cho da sáng hơn, đều màu hơn, mở các vết nám sạm. Và nồng độ an toàn là từ 1-2%. Thứ hai là chỉ glycolic acid, nồng độ an toàn là từ 10% đến 30%. Nếu phiêu ở nồng độ cao hơn và kỹ thuật phiêu không đúng thì sẽ rất dễ xảy ra những cái tác dụng phụ không mong muốn. Đối với trường hợp da bị sẹo, lỗ chân lông to, phiêu da trị sẹo khác với phiêu da thông thường. Phiêu da trị sẹo sẽ sử dụng các hoạt chất phù hợp để tấn công vào vùng da bị sẹo, giúp phá vỡ tế bào da hư tổn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của làn da, đồng thời kích thích sản sinh collagen từ bên trong để lấp đầy các cái vùng da có sẹo. Để điều trị sẹo lỗ chân lông bằng phương pháp phiêu thì chúng ta sẽ sử dụng hoạt chất là TCA. Đây là một loại axit. TCA có nhiều nồng độ, đối với nồng độ từ 10-25% thì là phiêu rất là nông, 35% thì là phiêu sâu trung bình và lớn hơn 35% thì không được khuyến khích. TCA có nồng độ lớn hơn 35% do khó kiểm soát và để lại sẹo nên là không được khuyến khích sử dụng. Phiêu da trị sẹo lỗ chân lông bằng TCA cần phải có tay nghề giỏi và có trình độ chuyên môn cao, do đó chúng ta không nên tự ý sử dụng TCA để phiêu da tại nhà. Như vậy mình đã chia sẻ với chị và các bạn cách lựa chọn các hoạt chất để phiêu theo từng tình trạng da. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, anh chị và các bạn có thể xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.